Chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh YouTube của VNPT Technology. Như các bạn cũng đã biết, vừa qua VNPT Technology đã cho ra mắt sản phẩm Easy Mesh Access Point iGate EW12S, thiết bị mở rộng sóng Wi-Fi công nghệ mesh đầu tiên được thiết kế, phát triển và sản xuất hoàn toàn tại Việt Nam bởi VNPT Technology. Về cơ bản thì Mesh Wi-Fi là hệ thống Wi-Fi dạng lưới, bao gồm các thiết bị thu phát sóng iGate EW12S liên kết không dây đa chiều, tạo nên một mạng lưới Wi-Fi phủ rộng, hoạt động thống nhất, loại bỏ các vấn đề mạng yếu, điểm chết trong ngôi nhà. Ưu điểm vượt trội của hệ thống Mesh Wi-Fi là tính năng tự động chuyển tiếp tín hiệu và đồng bộ tên mạng giữa các thiết bị, cho phép người dùng truy cập vào một tên mạng duy nhất rồi thoải mái di chuyển trong nhà mà không gặp bất cứ gián đoạn nào. Mô hình hoạt động của một mạng Mesh bao gồm: Router là bộ định tuyến có kết nối Internet có sẵn của gia đình. Central AP, gọi tắt là CAP, là thiết bị iGate EW12S kết nối trực tiếp với bộ định tuyến Router, đóng vai trò trung tâm trong việc điều khiển hệ thống mạng, đồng thời cũng là một điểm phát sóng trong mạng Mesh. Các thiết bị iGate EW12S tiếp theo là Mesh Repeater, gọi tắt là MRE, có chức năng thu sóng Wi-Fi từ thiết bị điều khiển trung tâm để mở rộng vùng phủ Wi-Fi tới vị trí mong muốn của người dùng. Cuối cùng là các thiết bị điện tử để kết nối với mạng Mesh để sử dụng dịch vụ như smartphone, máy tính bảng, laptop, v.v. Lưu ý, các thiết bị iGate EW12S là giống nhau. Chúng ta hoàn toàn có thể lựa chọn bất kỳ thiết bị nào để trở thành thiết bị điều khiển trung tâm CAP. Hộp sản phẩm iGate EW12S của chúng ta sẽ bao gồm: một thiết bị iGate EW12S, một cục nguồn, một dây LAN và đi kèm một cuốn sách hướng dẫn sử dụng. Mặt trước của thiết bị sẽ có logo và đèn LED tín hiệu thông báo các trạng thái hoạt động. Ở mặt sau là các phím chức năng và các cổng kết nối bao gồm: nút On-Off để bật tắt nguồn thiết bị, nút WPS để kết nối giữa thiết bị CAP và MRE. Chúng ta phải đồng thời nhấn hai nút WPS trên hai thiết bị. Ngoài ra, để kết nối giữa bộ định tuyến có sẵn và CAP, chúng ta bấm và giữ nút WPS của thiết bị CAP trong 5 giây. Với nút Reset, chúng ta chỉ cần bấm một lần duy nhất để khởi động lại thiết bị. Để khởi động lại và đưa thiết bị về trạng thái xuất xưởng, chúng ta bấm và giữ trong vòng 5 giây. Còn lại, chúng ta sẽ có một cổng WAN và cổng nguồn của thiết bị. Bên trên là tem của thiết bị được in tên SSID và mật khẩu password của mạng Wi-Fi. Ví dụ, với tem mặt sau của thiết bị như trong hình chúng ta đang thấy, thì tên mạng mặc định của Wi-Fi đó sẽ là EW-123456 và mật khẩu là EW-123456. Trong hệ thống mạng Mesh, tín hiệu đèn trạng thái của thiết bị CAP và MRE là khác nhau. Đối với thiết bị CAP, khi đèn LED trên thiết bị CAP nháy luân phiên gồm các màu sáng cam, sáng xanh, nháy xanh, sáng đỏ, sáng xanh, thì đây là lúc mà thiết bị đang khởi động. Với đèn sáng đỏ, thông báo thiết bị không có kết nối Internet. Với đèn nháy xanh, thiết bị đang chuyển sang chế độ kết nối với bộ định tuyến qua Wi-Fi. Khi đèn sáng xanh, có nghĩa là thiết bị đã có kết nối Internet. Khi đèn nháy cam, thiết bị đang thiết lập mạng Mesh. Còn khi không hiển thị đèn, tức là thiết bị đang tắt. Với thiết bị MRE, khi đèn LED trên thiết bị nháy luân phiên gồm các màu sáng cam, sáng xanh, nháy xanh, sáng đỏ, sáng xanh, thì đây là lúc thiết bị đang khởi động. Với đèn sáng đỏ, thiết bị không có kết nối vào mạng Mesh. Với đèn nháy cam, thiết bị đang kết nối vào mạng Mesh. Khi đèn sáng cam, thiết bị đã kết nối vào mạng Mesh với mức tín hiệu trung bình. Khi đèn sáng xanh, thiết bị đã kết nối vào mạng Mesh với mức tín hiệu tốt. Khi không hiển thị đèn, tức là thiết bị đang tắt. Vừa rồi là phần giới thiệu tổng quan về iGate EW12S. Sau đây chúng ta sẽ cùng tìm hiểu về cách sử dụng và cấu hình thiết bị. Trước tiên, chúng ta đặt hai thiết bị muốn sử dụng lại gần nhau trong khoảng 2m và lần lượt thực hiện các bước sau đây. Bước 1, chúng ta sẽ cấp nguồn cho thiết bị. Sau đó, bật nút nguồn lên. Hiện tại, đèn đang nháy màu cam. Chúng ta sẽ chờ khoảng 2 phút cho đến khi đèn LED sáng đỏ trên tất cả các thiết bị thì mới thực hiện bước tiếp theo. Vậy là đèn LED trên các thiết bị đã sáng đỏ, chúng ta sẽ thực hiện bước 2, thiết lập mạng Mesh. Lưu ý, trước tiên chúng ta sẽ chọn một thiết bị bất kỳ trong số các thiết bị vừa bật nguồn làm CAP. Khi đó, các thiết bị còn lại sẽ là MRE. Ở đây, chúng ta sẽ chọn thiết bị này là thiết bị CAP và thiết bị còn lại sẽ là MRE.
Sau đó, chúng ta lần lượt thực hiện 3 thao tác sau để thiết lập mạng mesh. Thao tác 1, kết nối CAP với bộ định tuyến. Chúng ta sử dụng dây cáp Ethernet kết nối cổng WAN của thiết bị CAP với cổng LAN của bộ định tuyến. Ở đây, chúng ta đã kết nối sẵn một đầu của dây LAN vào bộ định tuyến và bây giờ chúng ta sẽ kết nối cổng còn lại vào thiết bị đã chọn làm CAP. Chúng ta quan sát, khi thấy đèn trên CAP sáng xanh thì mới thực hiện bước tiếp theo. Thao tác 2, bấm nút WPS trên CAP và MRE. Đầu tiên, ta bấm nút WPS trên thiết bị MRE. Sau đó, bấm nút WPS trên CAP và đợi từ 2 đến 3 phút cho đến khi đèn LED trên CAP và MRE cùng chuyển sang màu sáng xanh thì mới thực hiện tiếp. Hiện tại, đèn LED của hai thiết bị đang nháy cam, báo hiệu chúng đang trong trạng thái kết nối với nhau. Ngoài ra, chúng ta có thể tiếp tục thực hiện các thao tác tương tự với các MRE thứ 2 hoặc thứ 3 nếu như chúng ta có. Lưu ý ở thao tác này, chúng ta sẽ phải làm lần lượt với một MRE và CAP và chờ tới khi đèn LED trên các thiết bị sáng xanh ổn định thì mới làm tiếp các bước tiếp theo. Không thực hiện bấm nút WPS đồng thời trên hai thiết bị MRE. Như vậy là đèn LED trên hai thiết bị đã sáng xanh. Chúng ta sẽ thực hiện thao tác 3, kết nối vào Wi-Fi mạng mesh để sử dụng dịch vụ. Lúc này, khi tìm kiếm, chúng ta sẽ chỉ thấy hiển thị một tên mạng Wi-Fi duy nhất, chính là tên mạng của thiết bị CAP. Chúng ta có thể sử dụng các thiết bị như smartphone, máy tính hoặc máy tính bảng để kết nối vào Wi-Fi của mạng mesh. Nếu người dùng muốn đổi mạng mesh thì thực hiện lần lượt các bước sau đây. Bước 1, kết nối vào Wi-Fi mạng mesh đã thiết lập như trên. Bước 2, sử dụng trình duyệt Internet trên thiết bị người dùng, truy cập vào địa chỉ 192.168.88.1. Bước 3, nhập username root, password VNPT viết hoa, nhấn vào nút Login. Bước 4, vào mục Setting Wireless, chọn mục SSID. Bước 5, thay đổi tên mạng mesh mới và đặt mật khẩu. Lưu ý, tên mạng mesh và mật khẩu không được phép có các ký tự, ngoặc đơn, ngoặc kép và chúng ta không cần thay đổi thông tin trong mục Wireless Security. Bước 6, nhấn nút Apply và chờ khoảng 2 đến 3 phút cho tới khi đèn LED trên tất cả các thiết bị hết nháy và chuyển sang sáng xanh. Trong quá trình đèn LED đang nháy, nếu người dùng nhận được thông báo Please Reconnect Wi-Fi thì bỏ qua thông báo này. Sau khi đèn LED trên tất cả các thiết bị sáng xanh, người dùng truy cập mạng mesh với tên và mật khẩu đã đặt ở trên để sử dụng dịch vụ. Trong trường hợp không thể kết nối CAP với router sử dụng dây Ethernet, chúng ta vẫn có thể kết nối CAP với router qua Wi-Fi của router. Các bước thực hiện kết nối sẽ như sau. Bước 1. Sử dụng thiết bị của người dùng, máy tính, điện thoại hoặc máy tính bảng, kết nối mạng Wi-Fi có tên và mật khẩu in trên tem tại mặt sau của CAP. Bước 2. Sử dụng trình duyệt Internet trên thiết bị người dùng, truy cập địa chỉ 192.168.88.1. Bước 3, nhập username root, password VNPT viết hoa, nhấn vào nút login. Bước 4, vào trang Settings Wireless, chọn mục Repeater, sau đó chọn tần số của mạng Wi-Fi của router, thông thường là repeater 2.4 GHz. Bước 5, chọn Enable Repeater on 2.4 GHz hoặc Enable Repeater on 5 GHz. Bước 6, click vào Scan để tìm kiếm và lựa chọn đúng Wi-Fi của router. Sau đó, điền mật khẩu của mạng Wi-Fi của router vào mục WPA Passphrase. Bước 7, click Keep the current Wi-Fi configuration of this Wi-Fi network và nhấn Apply. Lưu ý, không thay đổi các thông tin SSID, BSSID, Wireless Security và WDS. Bước 8, đợi 3 phút cho tới khi đèn LED trên CAP sáng xanh. Khi đó, CAP kết nối Wi-Fi với router thành công. Lưu ý, sau khi có kết nối với router thành công, người dùng có thể tiếp tục thực hiện thiết lập mạng mesh theo hướng dẫn tại mục Hướng dẫn thiết lập mạng mesh ở trên. Khi bắt đầu thiết lập mạng mesh, người dùng cần lưu ý thiết bị nào là thiết bị đã được chọn làm CAP, có thể dán nhãn trên CAP để tránh nhầm lẫn với MRE. Nhầm lẫn giữa CAP và MRE có thể dẫn tới thiết lập mạng mesh không thành công. Khi đang thiết lập mạng mesh chưa xong, cần duy trì CAP và MRE ở gần nhau trong khoảng 2 mét. Sau khi mạng mesh được thiết lập thành công, nếu người dùng tắt thiết bị và đem đặt tại vị trí khác, thì sau khi bật nguồn lại,
chờ khoảng 3 phút cho tới khi đèn LED trên tất cả các thiết bị sáng xanh. Khi đó, mạng mesh đã sẵn sàng. Sau khi mạng mesh được thiết lập thành công, nên đặt CAP và MRE tại những vị trí sao cho đèn LED trên MRE sáng xanh để đảm bảo điều kiện duy trì kết nối tốt của mạng mesh. Như vậy là vừa rồi chúng ta đã cùng nhau tìm hiểu về sản phẩm iGate EW12S, các bước cài đặt cũng như những khuyến nghị để làm sao cho việc sử dụng thiết bị của chúng ta có được hiệu quả cao nhất. Chúc các bạn sẽ thao tác thành công và có những trải nghiệm tuyệt vời cùng với thiết bị iGate EW12S của VNPT Technology. Xin chào và hẹn gặp lại tất cả các bạn trong những video tiếp theo. EasyMesh Access Point iGate EW12S, tự hào sản phẩm made in Việt Nam. VNPT Technology, công nghệ cho cuộc sống.